Rồi hôm nay giới thiệu bà con L10 nè, máy dầu nha, máy dầu vừa đè vừa sạc, mới trung thùng nha, dân ma L10 đây, có đè luôn nha, có đè có sạc kết hợp luôn, ổ khóa rồi sẵn luôn nè. Bà con về câu dây nóng dây cộng á, dấu bình cộng vô đây, còn dấu mát thì vô bất cứ chỗ nào là tự động nó sạc thôi. Vừa đè vừa giặt, cút xéo cút thẳng này đủ nha. Theo nguyên bộ dành cho con chạy ghe nè, chạy thuyền ghe nuôi tôm rồi nè, này là chạy dầu, tiết kiệm dầu luôn á con, tiết kiệm dầu luôn, giá thành nhiên liệu cũng rẻ, không coi xăng luôn. Tốc độ vẫn 10 ngửa giống nhau, cút xéo đồng hoàng luôn, tiết kiệm dầu luôn, giá dầu nó rẻ chứ sao mà con mua cái này xài được nè. Thấy không, nguyên vỏ bằng nóc luôn nè, con đặt làm thôi, chạy ghe bơm nước tôm rồi đẹp ha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707 nguyên bộ đó đó, hàng mới bà con, sản phẩm này được bảo hành 90 ngày này, bảo hành bà con 90 ngày nghe là 3 tháng đó mới còn. Thì bà con châm dầu vô, trước tiên con phải mở phá dầu, đây phá dầu thôi, thấy không, phải mở thẳng xuống đó, mở thẳng xuống rồi bẻ cò đè chừng nào dầu nó bơm là được, nhớ mở phá dầu nghe, đừng để hết dầu bà con, vừa đè vừa giặt luôn, phá dầu mới trong thùng. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886357 trọng lượng của con này là 50kg luôn con, tiết kiệm dầu nữa, đi đường xa không sợ tốn dầu nhiều, đẹp ha, nguyên vỏ bằng inox luôn nha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707 thôi. Góc trung bình là dài 2 mét nha, 2 mét là vừa, dễ quay, không bị cung. Đẹp ha. Nguyên bộ vậy đó bà con. Bà con gắn bơm nước cái gì cũng được, ngon lành. Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Máy rất đẹp, máy mới khỏi chơi rồi, khỏi nói rồi, bảo hành 90 ngày này, cách hướng dẫn đây, thường nói chỉ tặng theo cái vít chứ thôi bà con, đây với cái vít mấy chìa khóa thường thường thôi, chìa khóa để chân chơi thôi, bà con không nên sử dụng chìa khóa này để mở mấy máy này, nó dễ chân cho có lệ, tặng cho có lệ thôi, bà con nên mua khóa vòng nha, đừng có xài khóa miệng mở máy này, còn nên mua khóa vòng sẽ ít hư đỏ hơn, cái này tặng cho phải chịu. Đẹp ha, mỗi ngăn lắp đẹp ha. Đây tôi chậm á là giống như máy xăng nhé, máy dầu giống như máy xăng luôn, tôi chậm là 1800, tôi nhanh là 3600 thôi. Tôi máy xăng sao tôi máy này vậy đó, chậm thì 1800, nhanh thì 3600. Đây cốt xéo là cốt nằm đây nè, hay gọi là cốt xéo hay gọi là chuyền nhông đó, còn hút thẳng nó ra trực tiếp ở đây. Cầu alo nha, 0886356707. Hàng đẹp á, đậm chắc chắn ghê, hàng mới nó khỏe bà con ơi, thứ hai dục chặt thẳng đầu đổi mới thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Con nào có nhu cầu luôn à, 0886356707. Dàn sexy đôi tôm, máy dầu L10. Nguyên bộ bằng inox nha. Đẹp không?
Rồi anh chạy ghe luôn, có chữ T là con cắm xuống ghe chạy luôn nè ha. Bà con là có dung tạo luôn nè, 088 65 6 7. Vừa đè vừa giật nha, có sạc bình luôn. Bà con chỉ cần mua bình xe máy 12V là xài được rồi, đó, nó vừa đè vừa sạc, nó không cần bình lớn đâu. Đây thì bà con cái bơm nước nè, tu hút. Đây tu hút. Chỉ là tu hút nha, hít rồi em còn có là ống tắc 2, tắc rưỡi, 2 tắc. Tùy theo bà con đặt cho phù hợp với động cơ của máy nha. Cái này bơm cao khoảng 5m á, hút là cạn ao luôn bà con, vét khô ao luôn á. Không cần nước nhiều bơm cũng được, cái tu hút này loại hại đó là vét cạn ao luôn cho bà con tắt đìa bắt cá rồi đây, vô tư luôn. Là chuyên bơm nước nha. Cái họng này là ống 2 tắc nè. Tùy theo cỡ bà con đặt cho phù hợp nha. Đây gác thử nguyên bộ máy dầu bà con coi nè, con muốn xài máy thì xài, thì theo lớn nhỏ con đặt cho phù hợp, một máy dầu hai máy xăng gì đó, ví dụ gì đó con làm cho phù hợp. Mặc dù máy dầu thì tiết kiệm dầu hơn so với thị trường bây giờ thì dầu nó sẽ lợi dầu hơn, mặc dù xăng với dầu thì nó bằng công suất nhau, nghĩa là dầu chẳng lít xăng chẳng lít, nhưng giá dầu sẽ rẻ giá xăng nên mà con muốn dầu sẽ lợi hơn, máy dầu sẽ làm việc mạnh hơn. Đây là tu hút chuyên bơm nước. Đối với máy nước thì có quặng này lên nữa, còn máy mà con máy chạy xăng thì không cần cái quặng này đâu, khi nào chạy dầu mới cần, chạy xăng khỏi cũng được. Chạy dầu là máy là chạy nước á, là bơm nước trực tiếp lên máy á. Đây hỏng ra là một tắc, tắc 2, tắc rưỡi, tùy theo con đặt cho phù hợp nha. Lớn hơn cần có nhưng mà con phải đặt mới làm. Đây là bơm cao khoảng 5-6m nè, còn hút là cạn đìa luôn nè, hút là không còn nước trong đìa luôn á, lợi hại cái này là gì, đó là tu hút chuyên bơm nước. Đây nguyên bộ nè, mà con muốn chơi nguyên bộ đó, nguyên bộ đây làm sẵn rồi, con cứ về xài thôi. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. À, nguyên bộ chuyên bơm nước, tu hút bơm nước đó. Đây thì bà con cái tu hút bơm bùng nè, đây cái này là bơm bùng nè, chuyên bơm bùng nha. Bơm bùng gồm bên em gồm có ống nhỏ nhất là 80 90, ống một tắc, tắc rưỡi, tắc 2, tùy theo kích cỡ bà con đặt cho phù hợp với máy. Đây bơm bùng đó, đây công suất lớn nhỏ tùy theo máy bà con đặt phù hợp nha. Mẫu anh em chỉ một mẫu duy nhất thôi, là mẫu kiểu này đây, tùy theo lớn nhỏ chứ mẫu kiểu dáng là thứ một, chỉ khác là lớn nhỏ kích cỡ thôi. Đây gấp thử nguyên bộ bơm bùng cho bà con coi nha. Đây nguyên bộ máy dầu nè, máy dầu bà con xài bơm bùng bằng máy dầu sẽ lợi dầu hơn, chứ còn xăng dầu thì bơm tốc độ nó như nhau, con chọn dầu thì lợi dầu hơn thôi chứ không có gì. Xăng dầu vẫn bơm như nhau, dầu thì lợi dầu hơn. Đây là nguyên bộ mà con mua được, bán nguyên bộ này nè. Nguyên bộ máy dầu này á, là ống ga 90. Nếu xài ống này, máy dầu 10 ngựa này á, máy dầu này là khoảng 90 là vừa, 90 đến tắc là vừa. Đây, mẫu là gì đây, là tu hít chuyên bơm bùng. Bơm bùng là bơm độ cao khoảng 5-6m á, còn chiều cao đi xa khoảng 200m trở lại đi, thì theo máy lớn nhỏ có thể đi xa hơn, nhưng trung bình là 200. Tay góc nguyên bổ bà con dễ xài nè, máy dầu luôn nha, mới trong thùng luôn á, đẹp không, inox thấy đẹp. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Đang nguyên bổ bà con xài đó, này tôi hít chiên bùm bùm não vét mương ao rồi đó, cũng lợi hại lắm bà con, tiện nó khỏi mướn gì cực, mà con cứ mua về xài thôi. Máy xăng cũng có, máy dầu cũng có, mà con có máy nào làm máy đó, bơm như nhau thôi, quan trọng xăng dầu tiết kiệm xăng dầu mắc thôi, chứ còn chất lượng bơm vẫn giống như nhau. Máy xăng thì dễ vận chuyển nhẹ hơn, máy dầu xăng này cần một người, máy dầu hai người, ví dụ vậy đó, chứ còn tốc độ công suất vẫn như nhau, nó khác là tiết kiệm dầu tiết kiệm xăng thôi. Đây nguyên bộ vậy đó. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Tu hút bơm bùng thì theo kích cỡ mà bà con đặt cho phù hợp nha. Bên em gồm có là 90, 80, 1 tắc, tắc rưỡi, tắc 2, thì theo kích cỡ bà con đặt cho phù hợp.
gấp nguyên bộ luôn, dễ xử. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Tôi hết bơm bùng. Rồi cho bà con nghe, hôm nay thì bà con có ống đặt nước siêu tốc nè, dành cho máy máy xăng máy dầu, tô tơ điện đầy đủ nha. Đây thì tùy theo cỡ bà con đặt cho phù hợp nha. Đây là họng ga nhỏ nhất là 2 tấc 4, tấc 8, tấc 6, 3 tấc, tùy theo lớn nhỏ con đặt cho phù hợp. Máy xăng 5,5 người trở lên, máy dầu khoảng 4-5 ngựa, motor điện khoảng 2,2 kg, tức là motor điện khoảng 3 ngựa là chạy vô tư rồi đó. Đó là ống đặt nước siêu tốc, tùy theo máy mà con đặt cho phù hợp nha. Đây ví dụ cho ra gấp nguyên bộ dành cho máy dầu nè. Đây máy dầu vừa về vừa giặt là nguyên bộ mới luôn nè. Đây nguyên bộ mới luôn nè, thấy không? Đây ấp nguyên bộ bọn coi đó. Đẹp không? Rồi là có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Dành cho máy dầu. Đây là đặt nước siêu tốc nha. Gồm có ống nhỏ nhất á, hỏng ga vô ga bằng nhau, rồi con hỏng ga không vô bằng nhau, không nghe đầu ga đầu vô nó bằng nhau, bên đây là bằng nhau, vô H4 ga H4 ví dụ như đó, nhỏ nhất là 2 tấc 4, 2,6, 2,7, 8, 3 tấc ví dụ như đó, thì theo kích cỡ bọn đặt cho phù hợp nha. Đó là nguyên bộ gấp sẵn mà con xài thôi. Bà con là có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây là nguyên bộ máy dầu L10 khúc xéo, đang xài cái ống đạp 3 tắc. Cái lắp là 304, lắp tiếp là 304, ống đạp là 201. Inox 201, còn lắp tiếp là toàn bộ 304. Lắp 42, cốt 16, lắp léo đầy đủ vậy đó, nguyên bộ đó. Mới trong thùng mà con về cứ xài thôi. Rồi con là có nhu cầu alo nha, 0886356707. Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.